Xin kính thưa toàn thể quý ông bà, kính thưa toàn thể quý phụ huynh và toàn thể quý thầy cô giáo thân mến, xin kính chào và kính chúc mọi người một ngày tốt lành. Và trong cái kỳ nghỉ lễ này thì chắc chắn là tất cả chúng ta ở khắp nơi đều có những cái ngày thư giãn và có những cái buổi đoàn tụ thật là ấm áp cùng với gia đình của mình. Và đó là trên khắp nơi chúng ta đều thấy những cái hoạt động xung quanh như là mua hát, chúng ta ăn uống. Thì trong những cái bối cảnh lễ như thế này thì cũng là một cái cơ hội để cho chúng ta có thể tận dụng vào đó để giáo dục cho tất cả chúng ta một cái tâm yêu thương và một cái tâm được có cái cơ hội để chăm sóc hoặc là phục vụ ông bà bố mẹ của mình. Ví dụ giống như hôm nay với con và bố mẹ hoặc là bạn bè thì không nên nơi bà con chúng ta đi tổ về, thì chúng ta tận dụng cái cơ hội đó để chúng ta hướng dẫn cho các bạn nhỏ chúng ta cái khả năng đón khách. Trước hết là chuẩn bị cái con chuẩn bị nhà cửa cái dịp lễ Tết, và tới cái đoạn là gì phải niềm nở đón khách như thế nào, rồi tiếp khách như thế nào, có mời nước rồi không, có chào hay không. Rồi tới cái giai đoạn là cùng với chúng ta chuẩn bị thức ăn, rồi cùng với chúng ta dọn dẹp kết thúc cái buổi chiêu đãi, thì đấy là những cái cơ hội để cho chúng ta tận dụng để chúng ta lấy một cái con cá. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta không có tận dụng được cái ưu điểm này, cái cơ hội này, thì chúng ta lại để con chúng ta nó vào một cái thế giới khác so với chúng ta. Thì hoặc là có thể là khách của mẹ thì mẹ tiếp, khách của ba thì ba tiếp, ông bà già phơ hoa cái thì các bạn ấy lại tìm cho mình một cái góc nào đó thì là yên ổn, một cái võng hoặc một cái phòng riêng, các bạn ấy sống trong cái thế giới ảo của mình. Các bạn ấy lên điện thoại, Facebook, rồi TikTok hay là YouTube gì đó, các bạn mặc sức xem những cái điều mà mình thích, vì chúng ta bố mẹ chúng ta là tiếp khách á, à không một cái trạng muốn nữa là chúng ta lại sợ các bạn nhỏ thì ảnh hưởng tới mình, tức là nó quấy nhiều mình, cho nên chúng ta chọn cái giải pháp nhanh chóng nhất, giống như là thuốc mê, cái này là gọi là thuốc mê, là đưa cho các bạn lấy cái điện thoại hoặc là cái smartphone rồi các bạn lại xem một gì, đúng không? Bây giờ phần lớn là phụ huynh chúng ta nghe tới cái câu đoạn chúng ta để ý thôi. Bây giờ hầu như giải pháp chung của chúng ta đối với trẻ con là cái điện thoại và cái TV hoặc là cái chiếc smartphone, tại vì nó giống như một cái liều thuốc chống đau đầu tức thời. Nhưng mà các bạn đang lộn xộn như thế thì chúng ta đưa ngay thì nó im. Nhưng mà thật sự chúng ta cứ kéo dài cái vấn đề này thì hậu quả sẽ không được, tại vì riêng hôm qua khi mà cũng nhân dịp lễ này thì các cô giáo được nghỉ công tác, và gia đình tôi thì bà xã tôi làm ở lớp trò và đèn, cho nên các cô cũng liên tục sang để làm. Thì lúc đó tôi cũng có mặt ở đó, thì có một cô giáo, các cô giáo trao đổi qua lại với nhau, thì các cô chia sẻ với tôi rằng là hiện tại bây giờ ở cấp độ tiểu học thì rất cứ là khó dạy. Và có một cái điều nguy hiểm đấy là trong mỗi lớp như vậy ít nhất phải có 5-6 bạn như vậy là bị nghi dạy hoặc là ảnh hưởng tâm lý, nó bị tăng động hoặc là bị mất kiểm soát hành vi, hoặc là có những bạn thì mất đi khả năng nói, tức là bây giờ là cái tuổi tiểu học rồi mà nói đưa ba từ. Và các cô cũng đồng quan điểm đấy là nguyên nhân chính vẫn từ chiếc điện thoại mà này, chiếc TV mà này. Và có một cái bệnh nổi cồn nữa là gì? Là các em nhỏ này ăn vạ và rất là ương ngạnh, khó bằng. Từ bé đã có những cái đặc điểm. Vậy thì đây là những cái vấn đề mà rất là phổ biến, và chúng ta thường nói với nhau để chi? Vì
cái hiện tượng bây giờ nó quá nguy hiểm. Sau đó bây giờ chúng ta mới nghe Covid nó quay trở lại thôi, chúng ta rất là lo, đi đâu cũng thấy ai mang khẩu trang hết đấy. Nhưng mà bây giờ ngày ngày như vậy có một cái bà cô rất là thâm hiểm, rất là nguy hiểm. Và ở suốt ngày với con cái của chúng ta, với chính bản thân chúng ta mà chúng ta không có biết sợ lại. Quá nguy hiểm. Đó, bà cô này giống như một phù thủy trong dịp Bồ Tết luôn đấy. Đúng không? Chồng rất là hay, đến nay là người đó một im, không có ăn hay là ngoài luôn. Đúng không? Nhưng mà thiếu cô cái là không biết chuyện gì xảy ra đó. Hoặc là ở mãi với cô thế thôi là hồn vía nó lưng lưng chỗ nào. Một lúc nào đó, cái đầu óc cũng mất đi cái khả năng học tập và sức nhớ và sức tập trung một cách kinh khủng. Quá kinh khủng. Thế thì cho nên là tự ra là trong cái dịp lễ này thì ngoài cái chúng ta có cái cơ hội để nghỉ ngơi vui chơi tiếp đón người thân thì bố mẹ chúng ta cũng từng bao giờ chúng ta sao lãng những cái trách nhiệm dạy dỗ con cái. Và như ta đã lúc đầu chúng ta xem đây là một cơ hội để chúng ta cùng với các bạn này luyện tập cái khả năng giao tiếp, luyện tập cái khả năng là tiếp khách, tri ân báo ân, xếp dép, rồi cùng với mình để dọn dẹp nhà cửa chẳng hạn. Tại vì trong một năm như vậy có thể đây là cái kỳ nghỉ lễ dài thứ hai trong năm, đúng không? Phải chứ? Chiều tô hồng hương 30/4/1/5 rồi cộng thêm ngày thứ bảy chủ nhật nữa, đâu đó chúng ta cũng bị tương đối dài sau tết nguyên đán đấy. Vì vậy thì rõ ràng đây là một cái cơ hội mà chúng ta ở nhà xuyên suốt cùng với con là một cái khoảng thời gian tương đối, và chúng ta phải làm rất là nhiều việc hàng ngày như vậy và tiếp khách như vậy, thì chúng ta hãy cho con chúng ta có cơ hội cùng với mình đi, cùng với mình đấy. Và trong gia đình tôi thì cái gì này thì lại trùng hợp với lại ngày sinh nhật của cậu giữa của tôi, anh em lớp một đấy. Trước đây cũng nghe câu văn đó là cậu lúc này vào cái lũ trà sữa, nhưng mà tôi cứ im lặng mà tôi hỏi nó làm gì cho thêm. Thế giờ chiều lại thì tối thì tôi có tiền phải qua trường để chuẩn bị nguyên liệu cho cái buổi sáng hôm nay bắt cơm. Thì chiều lại tôi thấy đi với ba, nó đi đâu anh ta đi mua cái đồ này, thì có biết nghe đi mua đồ thì thế. Nhưng mà ngược lại mình chạy đi, mình nói là hôm nay con biết là ngày gì không? Thì cứ nhìn mẹ con biết mà là ngày sinh nhật của con, thì hôm nay ba sẽ giúp con đi mua một cái bánh kem để tặng quà cho mẹ của con. Tại vì trong ngày sinh nhật này là mẹ của con là cái ngày mà mẹ đẻ con ra rất là đau khổ vất vả, cho nên là con phải nhớ tới cái ngày này, và ngày này là ngày để cho con báo ơn mẹ của con, chứ không phải là ngày mà con được hỏi hỏi loạn cát. Hiểu được, chúng ta nhớ cái chỗ giáo dục này rất quan trọng này. Và khi tôi đang làm bánh kem thì tôi khi người ta hỏi là ghi chúc mừng sinh nhật ai thì bình thường mọi người sẽ nói là chúc mừng sinh nhật bé Mi, chúc mừng sinh nhật bé Suka, là chúc mừng sinh nhật con gái yêu rồi gì, đúng không? Cái này nó quá quen như vậy rồi. Nhưng thế tôi thì tôi nói với cô này tôi đây thì cũng mua nhiều lần rồi, nhà tôi lo bà. Thì cô này tôi nói tôi thấy tin em chỉ có mình thầy là làm khác với thầy. Là thầy không có ghi như kiểu của người ta mà thầy lại ghi là những cái qua thư ghi là đức hiếu là kính yêu mẹ, đức hiếu 7 tuổi kính yêu cho mẹ. Chứ toàn ghi như vậy, tức là mình ghi thay vì bình thường là cái kia là người lớn là mừng cho đứa trẻ nhỏ, còn bây giờ là đứa trẻ nhỏ có mặt những món quà kính cho người lớn. Chúng ta thử xem hai cái vấn đề này sẽ như thế nào. Thì chúng ta với chị đó cùng là một sự việc, nhưng mà cái chỗ điểm tâm của chúng ta không giống nhau thì kết quả thương lại sẽ không giống nhau. Với phát triển cái xã hội bây giờ chúng ta hay dùng cái con là nước thì chảy xuôi cho khi nào để được, nhưng mà người thì đâu phải là nước nữa. Người có cái sự suy nghĩ và có cái sự khôn khéo để lồng ghép trong cuộc sống này, nó cũng là gọi là giáo dục. Thì ngày sinh nhật là một cơ hội mà để chúng ta giáo dục về tình yêu thương và lòng biết ơn. Mà ai phải là những người giúp cho trẻ con được đó. Ví dụ như nếu ở trường tốt thì cô giáo sẽ giúp cho trẻ là giúp cho mẹ. Còn ví dụ như ở gia đình mà chúng ta có hoặc vợ hoặc chồng, hoặc là hai người hợp tác thì có tốt, hoặc là vợ chồng, ai là những người nghe thì không đoàn được, thì chúng ta là người chủ động, chúng ta làm cho đối phương còn làm. Ví dụ như tôi chủ động tôi làm cho vợ tôi.
Và khi chuẩn bị xong như vậy rồi thì tôi lại tôi đi công việc, thì về tôi thấy mà tôi cũng đang cầm cái điện thoại nhìn lại cái tấm hình, thì mà tôi thấy là nó thấy xin chụp hình với mẹ, xin chụp cho mẹ một tấm hình, nó lại có nói là cảm ơn mẹ, nhân quà cho mẹ, nó là cảm ơn mẹ. Mình đã lấy mình thấy có không khí mẹ mình gửi ý đi, nó xin nhận một cái tay rồi chân cho mình. Mà còn mỏi quá, mình muốn được rửa chân, là hai đêm nó xuống phong. Bây giờ chúng con con đấy, thế là sẵn nó gọi nóng đấy, mình xả ra một thau nước ấm đấy, mình bắt ghế ngồi để mình cho mấy đứa nhỏ nó rửa chân. Mọi người cũng nên làm cái động tác này, hoặc là những ai mà khó quá thì đưa con đến đây, có cái lớp dạy mỗi tuần một buổi cho các cái bạn lớp ngoài mầm non, con gái bé mầm non. Để đây sau bố mẹ thì sẽ muốn đi thời gian một năm, nhưng mà chúng ta sẽ làm hai kỳ như vậy. Thì các bạn có cái cơ hội tri ân cha mẹ, hoặc là chúng ta cũng lưu ý những cái ngày sinh nhật của các con hay trên lớp á, chúng ta cần chúng ta cũng cần lấy đó làm một cái chủ đề chúng ta dạy cho các bạn đấy, dạy nhiều lần thì cái ký ức của nó sẽ sống, hiểu chưa? Đó, hôm nay sinh nhật của bạn này cũng nói về cái ý nghĩa ngày sinh nhật và việc nên làm gì. Đó, thì để chúng ta cố gắng rồi có cái chị bạn kem, chị này nói là vừa có cái phụ huynh nào đó thì đặt được kem không phải là chạy đến hồi lại, vì nó là trừ phiếu ăn nó cho tổ chức sinh nhật toàn thể kiểu như các trường khác thì tôi nói đúng. Tại vì với cái quan điểm giáo dục của chúng tôi thì phụ huynh mà cứ suốt ngày mua bánh mua kẹo mua bánh sinh nhật lên trên lớp để tung hô đứa trẻ nó lên thì chỉ hại đứa trẻ thôi. Tại vì một đứa trẻ thật ra nó chỉ là sản phẩm của giáo dục thôi, cái bản ngã của nó được đẩy lên cao do cái gì, do người lớn chúng ta tung hô nó. Mà chúng ta để ý trên đời này các cái vị nhân mà chúng ta khâm phục, hoặc là những người hàng xóm, những người lớn, những cái bậc tiền bối, hoặc là những người bạn cùng tuổi với mình, cùng trang lứa với mình bây giờ, có phải chúng ta chỉ kính phục những người là vừa có cái tài năng và kèm theo đó là họ có cái đức khiêm tốn, họ có cái đức hạnh thật sự, đúng không? Đức hạnh thật sự tức là họ có cái tâm lo nghĩ cho người khác, chứ không có phải là cứ luôn đặt cái quyền lợi của mình lên hàng đầu. Như vậy thì mọi người biết rằng là cái nhân tố để tạo nên cái con người này ngay từ nhỏ thì mọi người sẽ tìm hiểu kỹ, sẽ thấy được họ được cha mẹ này của từ bé để mất dần đi cái bản ngã, mất dần đi cái tôi cá nhân của mình. Và rõ ràng thông qua cái việc giáo dục hàng năm như vậy, sinh nhật hay là một cái góc độ nào đó, chúng ta hay bị mắc một cái sai, cái tình thương không hề sai nghe, nhưng cái cách chúng ta biểu hiện và chúng ta sử dụng trong một cái tình huống nó không đúng thì nó sẽ hại hay không. Đó, vì như thay vì sinh nhật như vậy, chúng ta cũng vẫn cho các bạn ăn bánh kem, đúng không? Vẫn vui vẻ cùng với lại các anh em, bạn bè, thoải mái. Nhưng chúng ta dạy cho các bạn ấy một cái bài học là ngày hôm nay là ngày mà con biết ơn và nói lời cảm ơn đối với cha mẹ của con. Thì bạn này bạn trưởng thành lên sau mỗi năm sinh nhật như vậy, cứ mỗi lần sinh nhật thì nhỏ thì mình đi mua bánh kem cho mẹ bạn, cho tới lúc lớn lớn lên mà bạn chủ động được tài chính thì bạn thì cái bánh kem đó bạn sẽ tự đi mua, bạn dâng lên cho mẹ cho ba. Lúc đó chúng ta là những người ba người mẹ, chúng ta nhận cái bánh kem đó chúng ta thương yêu. Các thầy cô chúng ta suy nghĩ, các cha mẹ chúng ta cứ thử suy nghĩ thôi, cứ nghĩ như vậy rồi kéo dài như vậy tới khi chúng ta ở cái tuổi già, già gần như là chúng ta ít có những cái sự và tương tác, mà con cháu cứ tới ngày sinh nhật nó vẫn nhớ tới mình, ngày sinh nhật của nó nó nhớ tới mình, nó tặng quà, nó gửi lời cảm ơn và nó mua bánh kem nhân cho mình, thì lúc đó mình sẽ là một người già rất là hạnh phúc, đúng không? Mà cái gia đình là người già cũng được hạnh phúc thì cả nhà nó chắc chắn sẽ hạnh phúc đó. Cái nguyên tắc là nó làm cái này, mọi người để ý đi, trong gia đình mà nếu một đứa trẻ mà hạnh phúc chưa chắc cái gia đình này là hạnh phúc đó. Để ý đi, tại vì sao? Vì là cái đứa trẻ nó dễ để hạnh phúc, nó cái niềm vui nó có sẵn, có cái gì nhìn nó cũng hồ hởi, mình nhìn nó mình cứ nghĩ là mình thấy hay, nhưng mà mình không chịu nhìn người già đi. Đi vô trong một gia đình này, mà nhìn thấy người già mà họ được hạnh phúc á, biết gia đình hạnh phúc. Thử nhìn đi, giờ thử nhìn cái cách khi cô ta giàu mà nhìn đi, đi vô nhà chơi muốn họ hạnh phúc hay không, đừng nhìn tiền của họ, đừng nhìn cái vật chất ở trong nhà của họ, đừng nhìn con cái của họ trước, tại vì bây giờ những cái đó là những phần nổi, mà hãy nhìn những người già đi, hãy nhìn những người già,
Và nếu người nhà này thật sự vui vẻ, hạnh phúc thì nhất định gia đình này chuẩn, gia đình này làm được cho người nhà hạnh phúc thì gia đình này người trên chúng dưới sẽ hạnh phúc. Mà không những hạnh phúc thì hiện tại nữa đâu, mà mãi mãi về sau gia đình này cũng sẽ hạnh phúc. Vì chúng ta cứ thấy rằng là một cái nguyên tắc là hôm nay chúng ta chỉ biết lo cho con mình thôi, và con mình tương lai nó sẽ chỉ biết lo cho con nó thôi. Không dùng mà như vậy thì cuối cùng tới một lúc nào đó nó chỉ lo cho con nó thì người cô đơn sẽ là ai? Không phải là mình không? Phải không? Mình đang đưa mình một cái thế cô đơn trong ngày mai đó. Nhưng mà không phải mình nói thôi thì tôi hy sinh cũng được thì đưa. Nhưng mà tội con mình nữa. Tới một lúc cái thể giáo dục này nó duy trì thì tới con mình nó chỉ lo cho con nó, rồi con của nó thì chỉ lo cho chồng cháu của nó. Hiểu không? Chỉ nghĩ cho cháu, chỉ mua bánh cái sinh nhật mà chúc mừng cho cháu, quên đi chính bản thân nó rồi. Vậy thì cái gia tộc này cứ mỗi đời như vậy, cứ tới già là đau khổ, cứ tới già là đau khổ, cứ tới già là buồn khổ, gia tộc này thua. Nhưng nếu chúng ta làm ngược lại, cứ con thì phải mua bánh tặng cha mẹ thì đi mua bánh tặng ông bà. Rồi tới lúc con cháu nó cũng lên ông bà nó rồi mà, đúng không? Có phải là con rồi nó sẽ lớn lên nó lại thay mình mất đi đây thì cuối cùng cái gia đạo này đời nào cũng được hạnh phúc hết, đúng không? Và chúng ta bây giờ chúng ta cũng thường biết được là cái lúc mà chúng ta sống trong tâm biết ơn và chúng ta chứng cúng cái tâm của mình hoặc là những cái bậc chất lên những cái bậc có ơn với mình, những cái bậc bề trên là cha là mẹ của mình, có ai mà thấy buồn không? Có ai mà trong cái lúc mà chúng ta dân cơm, dân gạo, chúng ta thấy hiếu với cha mẹ, chúng ta thấy bị buồn không? Có rồi. Nhiều khi chúng ta đi nhảy đầm, chúng ta nhảy xong về chúng ta thấy buồn không? Để đóng cơ lại cái thấy nó rộng tách, tại vì nó là bên ngoài. Còn khi mà chúng ta hướng về được cha mẹ, chúng ta làm một cái điều gì đó cho cha mẹ, cho người khác, chúng ta thấy vui, nó thử tâm đi cho đây, rồi thấy cái cảm giác của nó. Nhưng người xưa có nói là gì? Người cho hạnh mà vui hơn người nhận. Người nhận vui một thôi, người cho vui hai ba. Có phải không? Đi không phải thì bữa nào cứ thử đi vô chú ăn phát cơm rồi tiết kiệm đi, đúng không? Cứ thử đi cho đây rồi sẽ thấy nó vui hơn lúc được nhận đó. Thực sự nó như vậy, mình không thể chối cãi được cái này. Mà đặc biệt là chúng ta dùng cái từ như nhà Phật hay là những cái tôn giáo cung kính dành cho cha mẹ hoặc là dành cho những bậc đạo đức, những bậc mà bề trên ấy, thì chúng ta dùng cái từ gọi là cung kính, cúng dường, rất là cung kính, thì cái niềm vui của nó lại càng lớn. Và cái người hạnh phúc nhất trên thế gian này là người nào? Là cái người mà giúp cho được nhiều người hạnh phúc và có niềm vui. Như vậy thì cái người cho luôn là cái người được nhiều nhất đấy mọi người. Nó có một cái quy luật mà hôm nay chúng ta phải nói với nhau rất là kỹ, và để từ đó chúng ta mới mở được cái chìa khóa của niềm vui và hạnh phúc thật sự này, là phải biết cho đi. Thế nào đây? Nó ngược lại với hoàn toàn cái khái niệm của số đông là muốn được nhận, muốn được nhận. Và đặc biệt hơn là gì? Khi cho đi với cái tâm mà vô điều kiện, vô mong cầu, không muốn được báo đáp, không muốn được ghi ơn thì cái hạnh phúc nó còn viên mãn được, viên mãn vô cùng. Còn nếu mà nhiều khi cũng cho đi, có những người như vậy tôi thấy trên Facebook như vậy, đặc biệt là người nữ cũng vậy, hoặc là người nam cũng vậy, cứ hay viết lên những cái tâm trạng mà thật sự nếu mà mọi người muốn thoát đi được cái trạng huống này mà mọi người mình chịu khó tạo thêm một khúc nữa, bây giờ bên chưa đồng đây mình có hạnh phúc nữa. Vì thật sự là mọi người chưa hạnh phúc mà. Cứ hay nói là gì? Cứ than thở là vì sao mình tốt với mọi người như thế mà mình vẫn cô đơn, vẫn khổ. Hoặc là vì sao trong gia đình như vậy mình cống hiến cái nhưng nó chưa đủ sao? Mà người ta không biết thương mình. Thế là người nữ này trách người chồng hoặc trách xã hội hay trách xung quanh. Và người nam như vậy thì trách anh em rồi nói tại sao cái lúc người ta khó khăn như vậy tụi tao mặc chó, mặc mèo gì đó. Tức toàn là thế này thế kia. Như vậy thì chúng ta rõ ràng hiện tại chúng ta chưa có hạnh phúc. Nhưng nguyên nhân tôi thưa với mọi người đâu phải nằm ở chỗ là người ta đối với mình như thế nào.
Nhưng mà cái gốc của vấn đề thực sự nằm ở chỗ là khi mình cho đi, khi mình sống yêu thương người khác và chân thành, mình lại luôn đặt ra một cái góc độ là nó không có gọi là vô tư, mà nó có một cái sự muốn đáp lại, hoặc là ít nhất là cái sự muốn ghi công, ghi nhận. Cho nên ví dụ như chỉ cần mình muốn người ta ghi nhận là mình tốt, mình muốn người ta gọi là tốt, mình có cái sự cống hiến cho gia đình, mình muốn người ta công nhận là mình có sự cống hiến, thì nếu mình có một cái muốn đó mà họ không đáp ứng thì gọi là mình khổ. Đúng không mọi người? Có phải chưa? Vậy thì nếu ví dụ như họ có thể đáp ứng mà không đáp ứng, mà nếu như mình không hề có cái muốn đó thì làm sao mình khổ được? Hiểu chưa nè? Cái góc này hơi sâu này, hơi sâu đó em. Nhưng mà cái chỗ sâu sắc này nó đem đến cái chỗ hạnh phúc thật sự. Thì bây giờ tôi có chia sẻ cho một số các thầy cô chúng ta coi cái cuộc đời và cái phụ huynh chúng ta. Cũng có thể lên YouTube chúng ta sợ cái cuộc đời của bà cụ Hứa Triết. Đây cụ thể nha, là cuộc đời của bà cụ Hứa Triết. Thì bà cụ là một trong hai bảo vật được quốc gia Singapore công nhận. Tức là có công nhận của cả một quốc gia gọi là bảo vật. Là hai con người, không phải là vật chất đấy mọi người. Quốc gia Singapore là một nước mà chúng ta rất là hâm mộ về cái kinh tế, về cái con người, về cái lối sống. Và công nhận trong cái thời đại hiện đại này của họ, hai con người làm cho họ gọi là bảo vật. Người thứ nhất là Tổng thống Lý Quang Diệu. Một cái người có tâm và có tầm nhìn để đưa cái đất nước Singapore từ một cái đất nước là nghèo khó đó là một cái đất nước mọi người đều phải hướng về. Và một cái người thứ hai có thể ít người để ý hơn mà được quốc gia Singapore cũng công nhận là bảo vật luôn là bà cụ Hứa Triết, 113 tuổi của Hứa Triết. Các đời đời của cụ như vậy sống vô tư và yêu thương và chăm lo cho cả một cái xã hội như vậy. Thời thanh niên thì bà đi tình nguyện ở khắp nơi trên thế giới. Rồi sau đó bà quay về Singapore, bà làm điều dưỡng lão, bà làm tất cả cái công tác tình nguyện mà không có gia đình. Và trên người của bà lúc nào cũng nở cái nụ cười hoan hỉ. Cái người phỏng vấn bà hỏi tại sao mà cái độ tuổi ngoài 100 như vậy mà bà vẫn có cái sự hưng phấn như vậy, vẫn có cái vẻ đẹp làm da đâu thư thả như vậy, thì bà chỉ nói là gì? Đừng có hu mà hãy tức là hãy lựa chọn cái lối sống trong khôn ngoan đi. Cuộc đời nó không đẹp như mấy người nghĩ đâu, đối với bà cũng vậy. Bà nói đừng có nhìn tôi ngày hôm nay như người hâm mộ như vậy mà nghĩ rằng là cuộc đời của tôi nó bình lặng cũng khó lắm, té tua tới tạ, thậm chí mà nói là qua tay bà không biết bao nhiêu trường hợp bà giúp đỡ bao nhiêu đứa trẻ thì bà nuôi đứng cho hôm nay có thành công trong xã hội. Đã ông này bà nọ luôn đó, mà nó đi ra đường nó gặp bà nó còn không nhận bà, nó không thèm chào bà, nó không thèm nói với bà một tiếng bên bà nó đi. Nhưng đối với bà nói như thế này, bà chỉ lưu lại những cái hình ảnh tốt đẹp của người khác, còn những cái điều mà không như ý là những lời chê trách, những sự hiểu lầm, những sự soi mói, những cái sự vong ơn bội nghĩa đối với bà thì bà xem nó như gió, bà xem nó như những người đi đường cũng từng gặp trên đường. Chúng ta cũng từng đi đường đúng không? Ví dụ chúng ta đi từ nhà ra chợ ra trên đường chúng ta gặp nhiều người không? Gặp không? Chắc chắn chúng ta sẽ phớt qua rất nhiều người đúng không? Chạy vèo vèo qua rất nhiều người. Nhưng mà có người nào chúng ta lưu lại ấn tượng trong đầu không? Không có. Vì sao? Vì chúng ta không có nhu cầu lưu lại ấn tượng. Đúng không? Hiểu chưa em? Rõ ràng chúng ta có gặp ra, nhưng mà vì sao chúng ta không lưu lại ấn tượng? Vì chúng ta không muốn thích lưu. Nhưng mà ngược lại chúng ta hay có một cái là thích lưu những cái ấn tượng xấu, thích lưu những cái góc độ mà người ta nói nó dính líu đến mình. Cho nên mình khổ này, chỗ này là chỗ bà chỉ cho mình cái chỗ xấu này. Tốt đến như bà mà vẫn còn bị người ta chê trách, vẫn bị người ta đối xử tệ. Nhưng mà được cái lúc nào bà cũng ha là gì, vì bà hiểu rồi. Cuộc đời nó vốn là như vậy. Chúng ta là những người rất là phàm tục thôi, chứ chúng ta chưa phải là thánh nhân đâu. Hiểu không? Hiểu chưa? Phàm tục thì có lúc mưa, lúc nắng, có lúc biết ơn mà có lúc là phụ ơn. Đúng không? Có lúc chúng ta hiểu đúng về sự việc, cũng có rất là nhiều khi chúng ta hiểu sai về sự việc. Phải chưa? Vì vậy cho nên là dưới cái mắt của những bậc hiền giả, ví dụ như Chúa Giêsu Ngài cũng từng nói là gì? Hãy sống yêu thương và đừng phán xét để khỏi bị phán xét.
Cái từ bắt chước ở đây của Chúa Giêsu mọi người phải hiểu rõ tức là gì, tức là chúng ta không bao giờ tự cho mình có một cái quyền để mà gọi là gì, để mà đánh giá một cái gì đó theo cái góc độ cá nhân, chủ yếu vì nó sai, nó sai. Bởi vì giống như theo tinh thần bộ luật vũ trụ, vậy khi chúng ta tạo ra một cái chủng tử xấu như vậy thì người khác cũng sẽ tương ứng đáp trả lại cho mình một cái như vậy. Nhưng mà ngược lại, khi chúng ta tiếp xúc với bạn hữu, tiếp xúc với những người khác, chúng ta thấy những cái sự chưa có hoàn thiện hoặc là những cái lỗi lầm đó, mà để chúng ta biết giải pháp, chúng ta thương yêu một cách chân thành thì chúng ta hãy chân thành, chúng ta không có ý kiến. Hoặc là những con cái của mình cũng có thể la mắng gắn mắng, cái đó không phải là phán xét. Cái phán xét ở đây có nghĩa là thật ra bản chất bên trong chúng ta không phải là tình thương, mà chúng ta muốn người ta làm theo cái ý của mình. Và nếu không được như ý của mình thì mình chê chán người ta, hiểu không? Mình nghĩ chơi người ta, hoặc là mình coi mình là cao thượng hơn người ta. Người đạo đức và cao thượng thật sự là gì? Là hiểu được cái hoàn cảnh đó, phân biệt được đúng, sai, phải, trái, nên chơi hay không nên chơi, nên gần hay không nên gần, nhưng mà không có cái trạng huống gọi là khinh thường người ta, hiểu không? Khinh thường người ta. Vì sao lại như vậy? Vì trên một cái con người của chúng ta là một cá thể sống thì cũng không phải lúc nào có một điều xấu cả. Và cũng không phải có thể là lúc này tốt nhưng mà sau này nó cứ tốt mà. Đúng không? Cho nên chỉ có một sự việc, chúng ta dựa trên sự việc và chúng ta phân minh định là nó có tốt, có xấu, có đúng, có sai trên cái sự việc và trên một cái góc độ đó. Thì chúng ta đừng có đánh giá một cái con người đó chứ. Và chúng ta đừng có vô tình là vì cái hành vi đó mà chúng ta lại là bị nhuốm bẩn đi cái tâm yêu thương và cái tâm vô tư của mình. Và bà có nói một câu rằng là bà không bao giờ oán trách và giận hờn ai, vì sao? Cái điều đầu tiên nhất là sẽ tổn hại cái bản thân, đúng không? Đây là cái người thật sự biết thương mình này. Và bây giờ nó ra cái hiện tượng nhiều oán trách, nhiều lắm oán trách. Đương nhiên nó chắc thường thì chắc chắn rằng là chúng ta có cái điểm mà nó tích cực, có cái điểm mà nó chúng ta có cống hiến cho gia đình, cho đoàn thể, cho người khác mà không được đáp lại, cho nên chúng ta mới oán trách. Thì nó ghi nhận cái đầu tiên là chúng ta có cái sự cống hiến, nhưng mà cái sự oán trách thì chúng ta phải xem lại là cái thứ hai, là cái sau. Tại vì khi oán trách như vậy, chúng ta vui hay buồn, chúng ta sướng hay khổ, chưa nói tới đối tượng bên ngoài, đúng không? Có phải chưa? Khi chúng ta khởi lên một niềm oán trách là ngay lúc đó là chúng ta khổ rồi, phải chứ? Mình tự thương mình bảo cái thế khổ rồi, giống như cá mà tự chui đầu vào lưới, có khôn ngoan không? Đây là cái lối sống không có khôn ngoan, nhưng mà thật sự đây là cái bình chung của chúng ta. Nhưng mà cái giáo dục thật sự và những cái tấm gương mà thầy học được chia sẻ tuyệt vời lắm, vì người ta đã có cái kinh nghiệm sống cả trăm năm như vậy và họ làm được chỗ này, họ thấy được cái chỗ này, nhận người khác là tự làm khổ mình. Cho nên không nhận được. Và ngược lại, hãy lưu những hình ảnh tốt đẹp của người khác vào trong tâm lý của mình để chi? Để mà mình thấy người tốt nên sửa mình dù còn xa cũng nhận kịp. Và tâm của mình luôn đầy những cái hạt giống yêu thương, vị tha, bao dung thì lúc nào chúng ta cũng thấy phơi phới. Đúng không? Phơi phới. Giống như sáng nay anh phải, lúc này còn duyên với mấy khoai hôm qua. Hôm qua như thế, lúc tới tôi nhớ là chủ đề ở ngay chỗ sinh trung thì khóa cửa. Mà đi về thì tôi thấy không con cặp về, tôi thấy cô giáo của tôi đi coi ra có sợ mưa ướt hoặc là siêu chú hương. Đem nó một phòng tôi thì cô giáo nói lại là không có. Thì tôi cũng thấy tôi không đọc. Tôi bị ông phu, sáng nay tôi coi phu thì tôi đấy, buổi trả lẽ hôm qua không đóng cửa rồi thì trong lúc chúng ta tập ở trong này thì ngoài kia mất sao? Cái ý nghĩa mất đó. Nhưng mà ngược lại là gì? Ngay lập tức là mình tự điều chỉnh cái tâm thái là gì? Không muốn tiếc mà mong rằng là cái người mà lấy được cái máy đó thì họ sẽ xài được vào những mục đích đúng đắn, hiệu quả. Chỗ này là chỗ mà chúng ta học tập để điều chỉnh tâm thái của mình, hiểu không? Dù bắt hay không thì không biết, nhưng mà nếu có bắt hay nữa thì chúng ta cũng sẽ điều chỉnh cái tâm thái mình vào cái tần số này, hiểu chưa? Và khi điều chỉnh cái tâm của mình vào cái tần số này thì chúng ta sẽ không bị khổ này, hiểu chưa?
Và nếu như bình thường chúng ta hay để cuộc đời của mình, mọi người để cái tâm thái của mình nó giống như cái nút phản radio hồi xưa, mà nếu mà ai đã từng xài radio là sẽ hiểu đấy, đúng không? Đó là cũng một cái bài hát, một cái âm điệu đó mà chúng ta bằng đúng tần số là nó rất là trong trẻo, rất là ngon. Mà nếu mà nó chưa đúng tần số là chúng ta sẽ thấy nó đè, nghe rất là khó chịu, rất là khổ cái tai của mình. Vậy thì cái tần số đó của mỗi người chúng ta chính là cái tâm thái của mình đối diện với người, với vật đó. Mọi người để ý đi. Và chúng ta phải là cái người có cái sự tỉnh táo để chúng ta điều chỉnh cái tần số này đó. Phải điều chỉnh đó. Và cái học tập để điều chỉnh được cái tâm thái của mình, cái tần số tâm của mình là một trong những học vấn mà tại ngày hôm nay tôi thấy nó tuyệt vời nhất trên thế gian này. Cái đó là cái học vấn cao thượng, cái học vấn quá tuyệt vời. Vì sao? Vì hàng ngày như vậy chúng ta luôn đối diện với người, với vật, với gì, đúng không? Phải không các thầy con? Phải không các phụ huynh? Đối diện với con của mày, đối diện với chồng của mày, đối diện với mọi người, đối diện với việc thuận, việc nghịch, việc tốt, việc xấu, đúng không? Đối diện với cái thứ mà chúng ta thích và không thích, đâu phải lúc nào chúng ta cũng được ăn món chúng ta thích đâu, đúng không? Nhưng chúng ta luyện cho mình một cái khả năng làm sao có thể thích ứng nhanh nhất và có cái năng lực điều chỉnh cái tần số làm sao để luôn trong những cái hoàn cảnh đó mà chúng ta giữ được cái tâm an ổn của mình thì người này quá tuyệt vời. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Đó, dù gặp tình cảnh đi nữa, người ta vẫn có thể nở nụ cười. Thế nhưng xưa này còn tưởng thầy có một câu, cái lúc mà cái tâm mắt của ngài khi mà ngài ở cái tuổi 60 năm, con người hỏi ngài như thế nào, ngài nói bây giờ tôi dạy thì không quên ăn. Cái lúc mà ngài học được một thời gian đó, tức là hồi xưa ra là chúng ta để ý nhất là các cô nữ chúng ta này, là các ông khăn của chúng ta, các cô nữ để ý. Thường khi mà chúng ta nổi giận lên lão ăn á, có phải không? Nấu cơm ra xong xuôi rồi mà bắt đầu làm cái gì đâu, tôi vội lên nhận lên rồi là ông ăn mình thì chứ tôi không ăn được, đúng không? Phải không? Phải không? Ai nói phải thì ta bỏ tay đó. Phải. Đây có phải là thường khi chúng ta còn trẻ, đây là nói là còn trẻ đấy chứ, đang còn trẻ, nhất là thời trẻ mới đến nhau mà bị giận là bỏ ăn, cơm dọn ra đó mà không ăn á, ông ăn đi rồi không no rồi. Nhưng thật sự cái người không ăn là ai đó không ăn mà mình đói, đã không ăn mà mình phải đói. Vậy mà những cái cơn giận nó ghê gớm tới mức độ nó kêu người đó chết kệ đi không ăn. Nhưng mà nó đang nhìn đó thì ai kia mình thì thử nhìn được 3 ngày, cũng có những người gan to là nhìn 3 ngày đấy nó dở nghe. Thì ta có những người mà cái tâm sân nó mạnh đó là nhìn 3 ngày. Có những người nữ kể với tôi mà ghê gớm thế này, cái lúc mà giận dỗi có những cái lúc có cái cô nữ nó còn kể không biết. Lúc mà ông chồng của cô chị mà nó nhọn nhẹt về thì chị tức quá, chị đang bầu đứa con mà chị nói mày có tin là tôi xé con người ra làm 2 người à, cầm hai cái chân của đứa con lên, đứa con nhỏ mới mấy tháng đó mà kéo đi mà đứa nó té lên nó khóc luôn, mà bà nói thằng chồng mà nó không bao giờ thì tôi xé thì tôi cái cỡ đó như vậy, tức là cái tâm mà nổi giận của mình lúc đó nó làm cho mình trở thành cái quỷ. Tôi từng thấy cái cảnh mà xé con mà ăn mà mình giết nó chỉ có quỷ làm cho chúng ta phải mẹ nào làm vậy, đúng không? Người ta nói còn dữ không anh thịt con mà. Vậy mà cái chị đó nó thịt với tôi mà nhìn dữ thì nghe bình thường là thịt đó nghe, nhưng mà cái khi mà nó điên lên thì kinh khủng không nghe, tại bà nói sao không bị bức xúc đâu á. Nên đến cái thời kỳ thời đó mà còn khổ như vậy mà ông thầm cứ suốt ngày cứ đi nhậu về mà thấy thôi bả tay đẻ hồi xưa đẻ dày chứ đâu phải có cái phần gì vậy, hiểu không? Cứ này chưa kịp lớn là đứa kia nó ngoan ngoan rồi mà người nữ nữa, rồi trong đó tự nhiên bà nó có một cái ngày đó cái máu điên nó nổi lên tận não, cái chuyện nổi luôn. Bây giờ sao ông tính sao đây hả? Ông không chịu ấy đúng không? Ông tin xé con ra cái mặt ông đó tới cỡ đó luôn thì chúng ta mới thấy được là cái tâm sân hận của mình là quá nguy hiểm. Để mà chúng ta cố gắng để chúng ta phát triển, chúng ta lớn hơn, không phải là để chúng ta tìm bên ngoài cho thật nhiều của đâu mọi người nghe. Dù bên ngoài có nhiều của đến bấy nhiêu đi nữa thì chúng ta cũng không có dùng tới được hết đâu, đúng không? Nhưng có nhiều thêm được bao nhiêu đi nữa cũng không làm cho chúng ta an vui và bình ổn tâm thái được một hồi đâu. Chúng ta nói với nhau rất rõ, chỉ có một con đường duy nhất là chúng ta tu dưỡng bản thân, chúng ta học hành để chúng ta hiểu được cái sự sống này,
và chúng ta mở rộng cái tâm lượng này tới một cái giai đoạn như này, dù những cái việc bất như ý, những cái người xấu ác họ đến với chúng ta, mà chúng ta vẫn điều chỉnh cái tần số tâm của mình về lại được cái trạng thái gọi là nó gần như là bình thường, gần như bình thường, mà tới một giai đoạn nó là bình thường luôn. Có những cái cảnh giới của những vị thánh nhân là bình thường, ví dụ như Chúa Giêsu ngài nói thế này: nếu ai mà đánh vào cái má phải của bạn một cái thì bạn hãy đưa cái má trái cho họ đánh thêm cái nữa. Như vậy thì hôm nay cái tâm nó không còn một cái trạng muốn phản ứng nữa, đúng không? Phải không? Cái cảnh giới nó quá ăn ổn đấy, nhưng mà hoặc là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói thế này dễ hiểu hơn là gì? Ví dụ như ai đem những cái điều xấu xa, đem những cái lời chửi mắng hiểu nhầm đến cho bạn thì giống như là họ đem quà tới họ tặng cho bạn như vậy. Dường như người khác đã từng đem quà tới cho mình, đúng không? Nhưng mà rồi mình nói thôi tôi có cái món quà này rồi và tôi không nhận món quà này đâu, thì món quà đó nó thuộc về ai? Ta vẫn trên tay của người nhận, đúng không? Đúng không? Và người nhận, người vẫn trên tay người cho, và người cho thì sẽ ôm cái món quà đó đem về nhà xài, đúng không? Hiểu không nào? Chứ ta bình thường hay tặng quà cho một số người, họ không lấy, đúng không? Mình nói không lấy thì tôi đem về xài, đúng không? Thì vậy cái món quà đó là của mình. Vậy thì chúng ta phải học cho mình một cái năng lực là từ chối những cái món quà bất như ý. Và khi từ chối được một cách thẳng thừng như vậy thì món quà đó tự nhiên sẽ là của cái người đem tới tặng cho chúng ta. Hiểu mà? Thì đây là những cái cảnh giới viên mãn của những bậc thánh nhân. Còn chúng ta hãy học tập dần đây. Tới giờ lúc đó đầu tiên mình dần bỏ ăn đâu, rồi từ từ phát triển lên là gì? Có dần nhưng mà không bỏ ăn, khôn hơn lý. Hiểu không? Đó, dần nhưng mà không bỏ ăn, tức là vẫn cần làm chủ được không rồi. Rồi tới một cái giai đoạn chúng ta hướng đến cái chỗ là gì? Không nhận, tại vì thấy dần vô duyên, vô ích quá. Một cái việc gì đó vô ích thì chúng ta thường thấy là chúng ta không nên làm, đúng không? Và trên cuộc đời này có một trong những việc rất vô ích, đấy là buồn dành người khác của mình. Vì sao? Vì cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi. Hãy để thời gian đó mà chúng ta yêu thương, hãy để thời gian đó để chúng ta chăm sóc, hãy để thời gian đó chúng ta cảm nhận được cái cuộc đời xung quanh của chúng ta, đúng không? Chúng ta đừng có để cố chấp vào cái gì để chúng ta khổ cả. Và đặc biệt là gì? Không nên buồn dành. Và cũng không nên, vì khi chúng ta buồn dành thì con cháu chúng ta, học trò của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng, nó học theo những cái điều đó. Và đương nhiên chúng ta muốn cuộc đời của các bạn ấy vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt hơn chúng ta, thì chúng ta sẽ trồng cho các bạn này những cái hạt giống sống tốt, sống đẹp, sống tích cực. Chúng ta dạy cho các bạn ấy trong cuộc đời này luôn có những điều bất như ý đến với mình, nhưng chúng ta phải có được một cái sự lựa chọn sáng suốt là chúng ta không vì vậy mà mất đi niềm vui, không vì vậy mà chúng ta đau khổ. Thì sáng hôm nay chúng ta nói với nhau thế này, vậy xin hết và kính chúc quý ông bà, quý phụ huynh và toàn thể quý thầy cô giáo chúng ta có một cái ngày thật nhiều năng lượng tích cực, thật nhiều niềm vui và thành công hơn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.